tôi nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta quay lại với series này, bởi vì khả năng cao là họ sẽ không update nốt những Pokemon còn lại vào Gen 8 đâu. Mà có update vào thì tôi khá chắc những Pokemon trong danh sách tệ nhất cũng sẽ không thể nào khá hơn được. Vẫn là tôn chỉ cũ, tất cả các Pokemon đều có sức mạnh riêng, chỉ là sức mạnh riêng của một số con được ưu ái hơn những con khác mà thôi. Đôi khi sức mạnh này có thể thay đổi theo meta, nhưng đa số là chúng nó bị out meta và xuống cấp, chứ còn mạnh lên thì hiếm lắm. Dĩ nhiên trong những Pokemon hệ siêu linh cũng có nhiều Pokemon như vậy. Giống như những Pokemon hệ siêu linh khác của Gen 1, Jinx đã có một thời kỳ ra mắt đầy khởi sắc. Hồi đấy thì chưa có hệ bóng tối và hệ thép, đã thế các chiêu thức của hệ băng hồi đó không bị kháng bởi hệ lửa. Chiêu Blizzard của Gen 1 có tận 90% độ chính xác và 30% khả năng gây đóng băng, cùng với sự hậu thuẫn của chơi độc quyền Lovely Kiss để du ngủ. Tất cả mọi thứ thuận lợi về mặt công kích đều nằm trong tay của Jinx. Và rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc anh em cũng đã biết. Sự gia tăng sức mạnh theo thời gian của hệ ma, bóng tối, thép và bọ dần dần đẩy Jinx xuống đáy của tất cả mọi mặt trận. 95 speed không còn là một con số xuất sắc như hồi xưa, và khi đấy thì thể lực mỏng manh của nó dễ bị khai thác hơn bao giờ hết. Ba đặc tính vô dụng của Jinx thì càng không giúp được gì, tầm này thì mọi người có đủ mọi lý do để không động đến nó nữa. Thế hệ thứ 8 mang đến một dạng vùng miền cho người bạn Mr. Mime cũng mang hệ băng siêu linh như là Jinx, và dạng này cũng có thêm hình thái tiến hóa đó là Mr. Rime. Tôi không chắc nếu như Mr. Rime được ra mắt vào những thế hệ đầu tiên thì có thể đạt đến đỉnh cao nào, nhưng đây là Gen 8 cho nên nó cũng không khác gì Jinx cả. Con này có một đặc tính cũng khá là thú vị, đấy là lau kính, sẽ xóa bỏ tất cả tường chắn mỗi khi ra trận, cũng như có Rapid Spin để phá cạm bẫy, bổ trợ bằng Freeze Dry và Focus Blast cho nó một phạm vi khắc chế khá rộng. Nhưng tại sao tôi lại đề cập đến nó ở đây? Đấy là bởi vì mọi người thường hay dùng con Galarian Mr. Mime cầm Eviolite, nó sẽ trâu hơn và nhanh hơn cho cái vai trò này, chứ chẳng ai động đến Mr. Rime bao giờ cả, nên nó sẽ cùng chia sẻ vị trí số 10 này với Jinx cho đỡ buồn. Pokemon này thì tôi bê nguyên từ video những Pokemon lởm nhất hệ tiên sang, lý do thì vẫn như cũ, nó quá yếu ở những mảng mà nó yếu, đó là sức chống chịu, còn những mảng mà gọi là mạnh của nó thì chưa đủ xuất sắc để cover cho điểm yếu. Song hệ tiên và siêu linh cũng không phải là quá tệ, nhưng tệ ở chỗ là có quá nhiều Pokemon thuộc hệ này tử tế hơn Rapidash nhiều lần. Ba đặc tính của Pokemon này cũng gần như là vô dụng cho cả công và thủ. Runaway thì khỏi nói rồi nhá. Anticipation báo cho anh em biết đối thủ đang có một chiêu khắc hệ hoặc là có thể một hit con Rapidash này mỗi khi nó ra trận, kiểu như là báo trước trong mà chạy thôi, chứ cũng chẳng giúp được gì cho đời cả. Pastel Veil giúp cho nó miễn nhiễm với độc, nhưng quả thực đối phó với một con ngựa giấy này mà còn phải dùng đến độc nữa thì quá là mất thời gian, có khi còn cho nó thêm khoảng trống để bật lại nữa. Trong đấu đôi thì đặc tính này cũng miễn nhiễm độc cho đồng đội, nhưng ngoài điều đó ra thì Galarian Rapidash không còn cái gì hay ho để offer nữa. Một ngôi sao rơi nữa của làng siêu linh Gen 1, thậm chí đã từng là một trong 4 Pokemon mạnh nhất metagame với sự kết hợp của Sleep Powder, Psychic và Explosion. Nhưng khi hệ bọ phát triển dần với những chiêu thức mới mọc lên, U-turn, thì Exeggutor tụt dốc không phanh nhờ có điểm yếu X4 hệ bọ, tương tự như là trường hợp của Celebi. Wolfleek chính ra đã từng dùng con này để đoạt giải nhì thế giới năm 2012, hồi đấy là Gen 5, thời kỳ đỉnh cao của các team thời tiết, khi mà nắng mưa và bão cát có thể tồn tại mãi mãi nếu như không bị thời tiết khác đè lên. Còn Exeggutor của Wolf đã dùng đặc tính Harvest để liên tục tạo ra Citrus Berry dưới trời nắng và liên tục hồi máu. Nhưng ngay một thế hệ sau đó, thời tiết đã bị nerf và Exeggutor không bao giờ được nhìn thấy ánh nắng nữa. Nó quá chậm so với những Pokemon khác sở hữu đặc tính Chlorophyll, và những điểm yếu quá lớn của Pokemon này mãi mãi là một gánh nặng cho bất kỳ đội hình nào dám mang theo nó. Pokemon Sun and Moon phiên bản nhà nghèo. Giống như hệ băng và hệ cỏ thì đá là một hệ nạn nhân của hội chứng quá nhiều điểm yếu. Đã thấy hầu như Pokemon đá toàn là giống chậm chạp, dĩ nhiên Solrock và Lunatone không phải là ngoại lệ. Song hệ đá và siêu linh của hai Pokemon này có tận 7 điểm yếu, tốc độ thì chậm, cả công và thủ đều liệt vào dạng không thể dùng được nếu như so với tiêu chuẩn hiện đại. Đã thế những chiêu thức của hệ đá cũng rất hay trượt, cộng thêm cả việc những hệ khắc chế được hệ đá và siêu linh cũng toàn là những hệ bắt buộc phải có trong mọi đội hình như là ma, thép hay là nước. Còn hệ đất thì hai con này có Levitate nên miễn nhiễm được, khá là nice. Hệ thống chiêu thức của Solrock và Lunatone cũng không phải là quá tệ hay là gì cả, có đủ các thứ công cụ hay ho như là Steelrock, Electric, Morning Sun, Moonlight, Meteor Beam, các kiểu. Nhưng chừng ấy thứ cũng không đủ để kéo lại được hệ và chỉ số của chúng. Nói chung là mấy con hệ đá toàn là kiểu như vậy,
trừ khi chỉ số phải cực kỳ tốt, nếu không thì khả năng cao là chúng nó sẽ phế. Bây giờ mà tôi hỏi có ai biết Pokemon này là gì không thì chắc chắn sẽ có những ông bảo không biết. Grumpig có thể nói là một trong các filler của thế hệ thứ 3, kiểu cho vào cho nó đủ số lượng thôi chứ cũng chẳng quan tâm lắm. Và đúng là cũng chẳng hay quan tâm thật khi mà nó không được đưa vào Pokemon Sword and Shield. Thoạt nhìn thì thấy Grumpig có thể trở nên trâu bò nhờ có đặc tính thích phết, nhưng bởi vì không có phương án phục hồi nào cho nên cũng chẳng đi đến đâu. Bộ chiêu thức cũng đủ dùng nhưng đánh lại không đau, và dĩ nhiên 80 tốc độ cơ bản cũng không dẫn đến cái nơi nào đặc biệt cả. Đây là một Pokemon mà tôi thấy hoàn toàn có thể tiến hóa thêm lần nữa, bởi vì chỉ số cơ bản của nó vẫn còn thấp mà. Cũng không chắc có thể phát triển đến đâu với cái bộ đặc tính hiện tại, nhưng mà ít ra có thể ra khỏi cái đáy mà hiện tại nó đang đứng. Meowstic là Pokemon hệ siêu linh, có hai hình dạng riêng biệt cho giống đực và giống cái. Con đực có đặc tính là Prankster cho nên không cần đến một khả năng tấn công tốt mà có thể tập trung hoàn toàn vào việc hỗ trợ với tường chắn, Thunder Wave hay là Yawn. Nhưng con cái thì khác, và cái vị trí này là tôi chỉ dành cho con cái mà thôi. Cũng không cần phải giải thích nhiều về việc tại sao Meowstic cái được coi là yếu, bởi vì thực sự nó chẳng có gì mạnh cả. Khác với con đực, Meowstic cái lại tập trung hoàn toàn vào mảng công kích. Được bổ trợ bằng đặc tính Competitive, nó sẽ hơi phụ thuộc vào đối thủ để kích hoạt. Nhưng chỉ khi Competitive được kích hoạt, hoặc là nó phải mất một lượt để Nasty Plot, thì Meowstic cái mới có cái lượng sát thương đủ dùng. Còn nếu không thì như anh em thấy đấy, câu đặc biệt cơ bản của nó rất là mê. Nên cũng không lấy gì làm bất ngờ khi con Meowstic này nó thuộc vào cái nhóm dở nhất. Dĩ nhiên là chỉ có con cái thôi nhá. Hypno là một Pokemon nữa mà tôi quên mất là nó tồn tại, mặc dù con này được ra mắt từ thế hệ đầu tiên và nó bị khuất hoàn toàn dưới cái bóng quá lớn của Alakazam. Nếu như một Pokemon đã được coi là dở từ cái hồi đấy thì đến bây giờ cần phải có những cú bắp siêu khủng hay là dạng tiến hóa mới thì nó mới có thể khá lên được. Nhưng đáng tiếc đây không phải là trường hợp của Hypno, kiểu như con này nó bị gãy lạnh hay sao ấy. Chỉ số của nó giống như một con Grumpig với tốc độ cùi bắp hơn, cùi bắp ngay cả khi anh em cố gắng ném nó vào trong Trick Room, và nó cũng không đánh đau kiểu gì đi chăng nữa. Giống như trường hợp của con Blissey thì Hypno có một chiêu thức chỉ có thể nhận được qua event từ hồi Gen 3, đó là chiêu Wish. Khá đáng tiếc là đến thời điểm này không có cách nào có thể nhận được chiêu thức này nữa, bởi vì nó sẽ kết hợp rất tốt với chiêu Teleport mà con Hypno vốn có. Thế nên trong trường hợp này thì Hypno là một câu chuyện buồn mà có thể bị thay thế dễ dàng bằng những Pokemon siêu linh khác, ví dụ như là con Slowking mà sẽ vượt trội hơn về tất cả mọi mặt. Trên giấy tờ thì Chimico có rất nhiều thứ hay ho. Một hệ thống chiêu thức phong phú bao gồm hồi phục bằng Hillbell và Recover, vượt rồi đối thủ bằng Thunder Wave hay là Taunt, khả năng kiểm soát cạm bẫy bằng Defog khá là hiếm thấy ở một Pokemon hệ siêu linh, và đặc tính Levitate hữu dụng trong việc nhảy vào mặt những Pokemon hệ đất. Nhưng mọi thứ tan thành mây khói khi anh em nhìn thấy hệ và chỉ số của Pokemon này, tức là hoàn toàn không hỗ trợ những việc mà nó có thể làm. Công bằng mà nói thì tôi cũng không chắc giữa Chimico và Hypno đâu mới là Pokemon tệ hơn, nhưng có lẽ điều đấy cũng không quan trọng bởi vì đằng nào cũng không ai quan tâm đến con số khi mà đã xuống đến gần đáy của bảng xếp hạng rồi. Thực tình thì anh em có thể nghĩ đến bất kỳ một Pokemon hệ siêu linh nào và chúng có thể làm tốt hơn những gì mà anh em mong đợi ở Hypno và Chimico. Tất nhiên là ngoài con top 1 bảng xếp hạng này nhé. Cũng khá là dễ hiểu lý do vì sao mọi người quên mất một Pokemon nào đó. Tất cả chỉ là vì chúng nó yếu. Chứ nếu khỏe thì đã thấy mặt chúng nó ở khắp mọi nơi rồi, chứ làm sao mà quên được nữa. Ngay cả khi Pokemon đó có một concept thú vị như là Girafarig. Pokemon này có một cái đầu nữa ở đuôi, thậm chí là hồi beta concept của nó là hai cái đầu hoàn toàn đối xứng. Và khi chúng ta sắp xếp thứ tự chữ cái trong tên của nó ngược lại thì vẫn là Girafarig. Tên trong tiếng Nhật của nó là Kirinriki, xếp ngược lại thì vẫn là Kirinriki. Và tôi vừa mới chia sẻ cho anh em tất cả những điều thú vị về Pokemon này. Yay! Thực tế thì cho đến khi tôi làm cái video này, tôi mới biết nó mang hệ thường và siêu linh. Bởi vì khi nhắc đến song hệ này, tôi thường chỉ nảy số ra Indeedee và Oranguru, chứ chưa bao giờ nảy số ra cái con hiêu này. Điều gì khiến cho Girafarig tệ đến thế? Thì vẫn là những lý do mà chúng ta nêu ra từ nãy đến giờ, chỉ số không ấn tượng và đặc tính không hiệu quả. Con này thậm chí còn không có nổi một cái chiêu trò đặc biệt hay là một combo chiêu thức nào để có thể đỡ nhạt nhòa. Nó chỉ có một cái tên hay ho mà thôi. Girafarig và Executor là minh chứng hoàn hảo cho việc dù bạn có thêm một cái đầu hay là một vài bộ não đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã đồng nghĩa với việc có ích cho xã hội.
Ok, ứng cử viên này đã được tôi nhắc đến trong video tổng quan về hệ siêu linh rồi. Unknown là một Pokemon với ý tưởng về thiết kế siêu huyền bí và có hẳn một movie mang tên của nó, nhưng thực chất ngôi sao lại là Entei. Dựa trên dạng ký tự cổ cho nên Unknown mang nhiều hình dạng tương ứng với bảng chữ cái. Đây là Pokemon vốn chỉ được tạo ra để mở rộng thế giới phong phú chứ không nhằm cái mục đích gì khác. Thậm chí tôi còn chẳng cần bàn đến chỉ số, hệ hay là đặc tính của Pokemon này, kiểu như chúng sinh ra chỉ để cho có. Bởi vì dù những tính chất đấy có siêu việt đến thế nào đi nữa, thì việc con Pokemon này chỉ có thể học được một chiêu thức duy nhất là Hidden Power là quá đủ để đưa nó xuống đáy bảng xếp hạng rồi. Chưa kể đây còn là một chiêu rất yếu. Hệ của chiêu này có thay đổi tùy theo IV của Pokemon sử dụng, cho nên cũng chưa chắc đã ra được cái hệ mà anh em muốn đâu. Trong bản Pokemon Legend Arceus thì chiêu Hidden Power này đã có thay đổi cách hoạt động một chút. Đó là nó sẽ luôn luôn gây sát thương siêu hiệu quả lên mọi mục tiêu. Nhưng cùng lúc đó thì thế hệ thứ 8 cũng đã loại bỏ chiêu này khỏi toàn bộ các Pokemon mà chỉ có Unknown còn sử dụng được mà thôi. Cho nên đây là một thay đổi nhằm tăng sự thú vị của Pokemon này, cũng như là tăng đáng kể sức mạnh của nó. Nhưng mà kể cả có tăng sức mạnh cho Hidden Power lên 150 đi nữa, thì với tốc độ và thể lực của Unknown, khả năng thi triển thành công vẫn cứ là 0%. Và đó là những Pokemon mà tôi thấy là yếu nhất của hệ siêu linh. Nếu như anh em cùng quan điểm thì hãy cùng quan điểm, còn nếu không thì cứ thoải mái mà không nha. Nếu như anh em nghĩ rằng có ứng cử viên nào vẫn còn yếu hơn những cái tên trong danh sách này nữa thì hãy chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Bây giờ thì tôi sẽ phải đi viết nội dung cho video tiếp theo đây. Xin chào anh em nhé. Stay cool.